Vui thế thế. Vừa học vừa thích làm gì thì làm luôn không? Khó quá à. Qua Zoom thì video nó truyền tải không được tốt lắm và cái chất lượng của hình ảnh nó không được tốt. Và một cái yếu tố nữa, nó phụ thuộc vào cái đường truyền internet của các bạn nó như thế nào. Em toàn nghe cái tiếng của thầy nhưng mà hình ở trên video thì bị chậm. Lúc sáng từ giờ buổi sáng đúng không? Và tốc độ tiếng thì vẫn bình thường nhưng mà hình thì nó bị sập thật. Ở đấy. Nếu mà mình mà giảm chất lượng của hình ảnh thì hình nó lại không được đẹp. Để tí tí nữa thử xem như nào. Rồi 2:10 rồi, học nhá. Chúng ta có một buổi học hôm nay nói về các cấu trúc ở trong ngực, tuy nhiên là trong ngực thì trong ngực thì có rất nhiều các cấu trúc, có hai cấu trúc lớn nhất là tim và phổi, nó chiếm phần lớn thể tích. Tuy nhiên có nhiều cấu trúc nằm ở trong trung thất, những cấu trúc mà nhỏ và khá phức tạp trong mô tả. Trong bài hôm nay thì chúng ta chắc cũng chỉ kịp thời gian để chúng ta xem hai mô tả về hai cấu trúc lớn đó thôi, đó là tim và phổi. Và các phần cấu trúc còn lại thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm ở trong tài liệu. Với phương pháp học thì mình có sẵn các bài giảng mình quay và mình sẽ chia sẻ màn hình để các bạn xem tất cả các bài giảng, hai bài giảng này của mình. Và các bạn sẽ cho phản hồi ngay nếu có trục trặc gì đó về truyền tải hình ảnh của âm thanh nhé. Phần đầu tiên thì các bạn sẽ học về các mô tả giải phẫu tim. Mình sẽ thử làm giảm cái độ phân giải của hình ảnh cho các bạn xem, nếu mà thấy rằng là hình ảnh mà nó không được tốt thì các bạn báo để mình chỉnh lại nhé. Dạ vâng ạ. Các bạn thân mến, tim là cấu trúc quan trọng nhất của hệ tim mạch với vai trò như một cái bơm đưa máu tới các cơ quan để cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng, cũng như thu hồi máu và các chất chuyển hóa rồi chuyển tới các nhà máy để xử lý. Hoạt động này diễn ra lặp đi lặp lại có chu kỳ và vì thế hệ tim mạch về mặt chức năng còn được gọi là hệ tuần hoàn và tim là cấu trúc trung tâm của hoạt động tuần hoàn này. Trong phần kiến thức hôm nay, chúng ta sẽ mô tả các đặc điểm giải phẫu của tim, trong đó có đặc điểm hình thể trong để hiểu rõ hơn về vai trò của tim đối với hoạt động của các vòng tuần hoàn. Về vị trí, tim nằm trong một khoang rỗng có tên gọi là khoang ngực, được giới hạn xung quanh bởi các cấu trúc xương và sụn, bao gồm có phía sau là cột sống đoạn ngực với 12 đốt sống ngực, ở phía trước là xương ức, ở hai bên gắn vào cột sống và xương ức đó là các xương sườn và sụn sườn. Lỗ trên của khoang ngực là nơi nó liên tiếp với nền cổ, còn lỗ dưới của khoang này được đậy lại bởi cơ hoành, một cơ ngăn cách giữa khoang ngực bên trên và khoang bụng ở dưới. Trong khoang ngực có chứa hai cấu trúc chính, đó là các phổi và tim. Trong đó, các phổi sẽ chiếm các phần thể tích hai bên của khoang ngực, để lại một khoang rỗng ở giữa có tên gọi là trung thất. Trung là ở giữa, thất là buồng. Một buồng nằm ở giữa lồng ngực, nơi chứa tim và nhiều cấu trúc quan trọng khác. Để hiểu rõ hơn về vị trí của tim trong trung thất, chúng ta sẽ có một mô tả về giới hạn và sự phân chia của trung thất. Bằng một mặt cắt đứng dọc qua trung thất,
Ở phía sau chúng ta sẽ thấy hình ảnh mặt cắt qua các đốt sống đoạn ngực. Chúng ta có thân các đốt sống ngực từ 1 tới 12. Đốt sống ngực thứ nhất, đốt sống ngực thứ hai, phía sau là mỏm gai 4, 5, chúng ta 6, chúng ta có đốt sống ngực 7, 8, 9, 10, 11 và thấp hơn nữa chúng ta sẽ có đốt sống ngực thứ 12. Ở phía trước sẽ là xương ức, bao gồm có thân xương ức ở dưới liên tiếp với cán xương ức bên trên. Chúng bẻ gập góc với nhau để tạo thành một cấu trúc có tên gọi là góc ức. Ở bên trên là lỗ trên lồng ngực được giới hạn ở hai bên bởi các xương sườn thứ nhất. Ở bên dưới đó là cơ hoành, một cấu trúc cơ ngăn cách giữa khoang ngực bên trên với khoang bụng ở bên dưới. Như vậy giới hạn của trung thất khoang rỗng nằm ở giữa lồng ngực bao gồm có phía sau là cột sống đoạn ngực, phía trước là xương ức và các sụn sườn gắn hai bên xương ức. Ở bên trên là lỗ trên lồng ngực, ở dưới là cơ hoành và ở hai bên đó chính là các mặt giới hạn lên trung thất được gọi là mặt trung thất của phổi và bọc ở bên ngoài chúng ta có phần trung thất của màng phổi. Trung thất lại được chia nhỏ thành các khoang rỗng, mỗi khoang rỗng lại chứa một nhóm các cấu trúc khác nhau. Một mặt phẳng ngang qua góc ức tương ứng với ở phía sau là khe giữa đốt sống ngực 4 và 5. Chúng ta có đốt sống ngực 4 và đốt sống ngực 5. Chia trung thất thành hai phần là trung thất trên và phần còn lại ở dưới đó là trung thất dưới. Trong đó trung thất dưới sẽ chứa tim và màng ngoài tim, một phần không gian ở giữa trung thất dưới. Chúng ta có vị trí của tim và màng ngoài tim và phần không gian này có tên gọi là trung thất giữa. Trong đó khoang rỗng ở trước tim và màng ngoài tim đó là trung thất trước và phần khoang rỗng nằm ở sau tim và màng ngoài tim đó là trung thất sau. Chúng ta có hình ảnh của giới hạn trung thất với các phần trung thất trên, trung thất trước, trung thất giữa và trung thất sau, và chúng ta có thể mô tả giới hạn của riêng từng trung thất. Ví dụ như trung thất trên sẽ được giới hạn ở hai bên vẫn là mặt trung thất của phổi và màng phổi. Ở phía sau sẽ là các đốt sống ngực từ ngực 1 đến ngực 4. Ở phía trước là cán xương ức và bên trên là lỗ trên lồng ngực. Còn bên dưới nó là mặt phẳng ngang qua góc ức và tương ứng với khe đốt sống ngực 4 và 5. Tương tự như thế chúng ta có thể mô tả giới hạn của trung thất sau. Một phần trung thất được giới hạn ở phía sau bởi các đốt sống ngực từ đốt sống ngực 5 cho tới đốt sống ngực thứ 12. Ở phía trước thì là tim và màng ngoài tim, dưới vẫn là cơ hoành, trên là mặt phẳng ranh giới giữa trung thất trên và trung thất dưới, và ở hai bên thì vẫn là phổi và màng phổi ở mặt trung thất. Như vậy chúng ta đã chỉ ra được chính xác vị trí của tim. Tim là cấu trúc nằm ở trong trung thất giữa. Tuy nhiên mặc dù tim nằm ở trong trung thất, một buồng nằm ở giữa lồng ngực và nó còn nằm ở trong trung thất giữa, nhưng tim không thực sự nằm ở chính giữa. Nó nằm lệch sang bên trái với một trục của nó chích từ trên xuống dưới sang trái và ra trước. Và vì thế đỉnh của tim cũng chính là phần của tim nằm ở thấp nhất, lệch sang bên trái nhất và ở trước nhất. Nó áp sát thành trước của lồng ngực tại vị trí khoang giang sườn 5. Chúng ta có khoang giang sườn 1, 2, 3, 4, 5. Khoang giang sườn 5 ở trên đường giữa đòn bên trái, hay còn một mô tả dựa trên một cấu trúc khác, đó là núm vú, đường vú trái. Với đặc điểm hình thể ngoài, tim được mô tả là một khối cơ rỗng hình tháp với bốn mặt, một đáy và một đỉnh, để mô tả rõ về các mặt của tim cũng như liên quan của các mặt của tim với các cấu trúc lân cận.
Đấy, cái khoang nào bỏ tắc suez kremi? Có một bạn nào đó đang xem màn hình của bạn đấy. Bạn nào vừa vào đề nghị thoát ra khỏi ông tướng nào vậy? Đề nghị các bạn khi vào lớp thì lưu ý một chút. Đề nghị tắt mic rồi không sử dụng chế độ chia sẻ màn hình để cho tất cả mọi người cùng được học. Rồi, sẽ xem lại tí xíu nha. Đã chỉ ra được chính xác vị trí của tim. Tim là cấu trúc nằm ở trong trung thất giữa. Tuy nhiên, mặc dù tim nằm ở trong trung thất, một buồng nằm ở giữa lồng ngực và nó còn nằm ở trong trung thất giữa, nhưng tim không thực sự nằm ở chính giữa. Nó nằm lệch sang bên trái với một trục của nó chích từ trên xuống dưới, sang trái và ra trước. Và vì thế, đỉnh của tim cũng chính là phần của tim nằm ở thấp nhất, lệch sang bên trái nhất và ở trước nhất, nó áp sát thành trước của lồng ngực tại vị trí khoang giang sườn 5. Chúng ta có khoang giang sườn 1, 2, 3, 4, 5. Khoang giang sườn 5 ở trên đường giữa đòn bên trái, hay còn một mô tả dựa trên một cấu trúc khác, đó là núm vú, đường vú trái. Với đặc điểm hình thể ngoài, tim được mô tả là một khối cơ rỗng hình tháp với bốn mặt, một đáy và một đỉnh, để mô tả rõ về các mặt của tim cũng như liên quan của các mặt của tim với các cấu trúc lân cận. Thì chúng ta sẽ xem hình ảnh một sơ đồ bề mặt của tim. Chúng ta có một khối cơ rỗng hình tháp. Với bốn mặt, hai mặt được đánh dấu bởi màu vàng là các mặt sẽ hướng về phía hai bên tới các phổi, đó chính là các mặt phổi. Mặt phía trước là mặt lộ ra giữa các phổi và nấp sau xương ức và các sụn sườn, vì thế được gọi là mặt ức sườn. Mặt dưới là mặt tim sẽ ngồi lên trên cơ hoành, được gọi là mặt hoành, và đáy của tim hướng ra sau và liên quan tới các cấu trúc nằm ở trong trung thất sau. Chúng ta sẽ mô tả lần lượt từng mặt của tim để xem đặc điểm hình thể cũng như liên quan của các mặt này với các cấu trúc xung quanh. Để mô tả chi tiết về các đặc điểm hình thể của các mặt của tim, chúng ta sẽ có hình ảnh tim được cắt rời ra khỏi lồng ngực. Chúng ta có hình ảnh của tim nhìn từ phía trước. Ở tâm thất bên trái, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của động mạch chủ. Động mạch chủ sẽ lộ ra ở phía dưới của tim. Đổ về tâm nhĩ bên phải, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của tĩnh mạch chủ trên. Một tĩnh mạch được hợp lại bởi các tĩnh mạch cánh tay đầu ở hai bên. Động mạch phổi thì sẽ chia đôi thành các động mạch phổi phải và phổi trái để dẫn máu tới các phổi. Từ phần đầu tiên của động mạch chủ,
chúng ta sẽ thấy hình ảnh của các động mạch tách ra, động mạch chủ lên, chúng ta sẽ mô tả sau. Đó là các động mạch cấp máu cho tim. Các động mạch vành phải và vành trái, từ đoạn thứ hai của động mạch chủ là quai động mạch chủ, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của các mạch máu lớn tách ra để tới nuôi dưỡng cho các cấu trúc ở đầu cổ và chi trên, bao gồm có ở bên phải, đó là thân động mạch cánh tay đầu. Ở bên trái thì chúng ta có các động mạch cảnh trung trái và động mạch dưới đòn trái. Các động mạch này tách riêng ra từ quai động mạch chủ. Đây là hình ảnh chúng ta quan sát tim từ phía trước, và chúng ta sẽ thấy mặt ức sườn của tim. Tại mặt ức sườn của tim có một rãnh chạy ngang qua trên bề mặt này, có tên gọi là rãnh vành. Rãnh vành còn có một tên gọi khác, đó là rãnh nhĩ thất. Rãnh vành này xuất hiện ở cả hai bên, phần bên phải và phần bên trái. Và người ta gọi đó là rãnh vành bởi nó sẽ ôm trọn chu vi của đáy tim. Rãnh vành này hay còn gọi là rãnh nhĩ thất, là rãnh ngăn cách giữa các tâm nhĩ ở bên trên và các tâm thất ở bên dưới. Trong đó các phần tâm nhĩ phải ở bên trên, bên phải, tâm nhĩ phải và phần tâm nhĩ trái ở bên trên rãnh vành thì bị che lấp phần lớn bởi các mạch máu lớn, bao gồm có thân động mạch phổi và phần lên của động mạch chủ, cộng với việc xuất hiện các túi cơ phình ra từ các tâm nhĩ được gọi là các tiểu nhĩ. Chúng ta có hình ảnh của tiểu nhĩ phải và đây là hình ảnh của tiểu nhĩ trái. Các thành phần mạch lớn này cùng với cả các tiểu nhĩ che lấp phần lớn các tâm nhĩ, nên nếu nhìn từ trước thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của các tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái ở hai bên. Ở phần dưới rãnh vành là phần tâm thất, có một rãnh ngăn cách trên bề mặt giữa các tâm thất phải và trái, tên gọi của rãnh là rãnh gian thất trước. Và đây cũng chính là nơi mà có một nhánh mạch nuôi dưỡng cho tim tách ra từ động mạch vành trái nằm ở trong đó, cùng với cả các tĩnh mạch đi kèm. Và rãnh này chính là ranh giới trên bề mặt của các tâm thất phải và trái. Ta có hình ảnh của tâm thất trái và tâm thất phải. Và ngay dưới so với cả tâm thất thì chúng ta thấy lộ ra còn có cả tĩnh mạch chủ dưới nữa. Và chúng ta sẽ thấy hình ảnh của tĩnh mạch chủ trên đổ về tâm nhĩ bên phải và cũng đổ về tâm nhĩ bên phải. Ở dưới chúng ta có tĩnh mạch chủ dưới. Đây là đặc điểm về mặt hình thể của mặt ức sườn. Đây là hình ảnh của thân động mạch phổi. Và chúng ta có hình ảnh của cung động mạch chủ. Các thành phần mạch lớn đi ra từ tim. Về mặt liên quan thì mặt ức sườn là mặt liên quan tới tấm xương ức và các trụ sườn. Và tấm xương ức này bao gồm có phần thân xương ức, góc ức là ranh giới giữa phần trung thất trên và phần trung thất dưới. Tim thì nằm chìm ở phía dưới trong trung thất dưới. Nó sẽ nấp sau thân xương ức. Và các sụn sườn có liên quan bao gồm có các sụn sườn từ 3 cho tới các sụn sườn 6. Và chúng ta thấy vị trí của đỉnh tim thấp nhất là nằm ở trong khoang dân sườn 5, giữa các xương sườn và sụn sườn 5 với xương sườn và sụn sườn 6.
Tuy nhiên, trước khi liên quan tới tấm ức sườn này thì tim còn liên quan tới các cấu trúc chứa đựng ở trong trung thất trước. Đây là hình ảnh tim và màng ngoài tim liên quan với trung thất trước, trước khi liên quan tới thân của xương ức trên mặt cắt đứng dọc. Và trong trung thất trước có một thành phần đựng trong đó kéo dài từ trên trung thất trên chạy xuống dưới. Đây chính là di tích của một cấu trúc bạch huyết, đó là tuyến ức. Di tích của tuyến ức nằm ở trong trung thất trên, một phần nằm trung thất trên và nằm ở trong cả trung thất trước. Chúng ta có hình của di tích tuyến ức. Và phần còn lại nó sẽ chứa mô liên kết. Và khi mô tả về trung thất trước thì chúng ta sẽ còn thấy một số thành phần mạch có liên quan nữa. Mặt thứ hai có tên gọi là mặt hoành, tương ứng với cả mặt dưới, hướng xuống dưới và ngồi lên trên bề mặt của cơ hoành, đặc biệt là ngồi lên trên phần trung tâm gân của cơ hoành. Nó sẽ liên quan tới cơ hoành, và qua cơ hoành thì liên quan tới hai cấu trúc nằm ngay dưới các vòm hoành phải và trái, đó là gan ở bên phải và dạ dày ở bên trái. Mặt này liên quan với cơ hoành và qua cơ hoành liên quan tới gan và dạ dày. Và để quan sát các đặc điểm hình thể của mặt này thì chúng ta sẽ có một hình ảnh nhìn tim từ dưới lên trên và từ sau ra trước. Chúng ta sẽ có hình ảnh của các tâm thất với cũng một rãnh ngăn cách các tâm thất phải và tâm thất trái. Chúng ta có hình ảnh của các phần tâm nhĩ phải và trái. Chúng ta có tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái với các thành phần tĩnh mạch có liên quan với tâm nhĩ bên phải, thì đấy là nơi mà các tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới đổ về đó trên bề mặt. Chúng ta có hình ảnh của các thành phần mạch máu lớn liên quan tới đáy tim. Và từ quai động mạch chủ thì chúng ta cũng sẽ thấy tách ra các cấu trúc mạch. Chúng ta có các động mạch dưới đòn trái và động mạch dưới đòn trái và động mạch cảnh trung trái. Và ở bên phải thì chúng ta sẽ có một thân lớn hơn tách ra thành động mạch dưới đòn phải và động mạch cảnh trung phải, đó là thân cánh tay đầu phải. Đây là hình ảnh chúng ta quan sát thấy mặt hoành của tim và đáy tim. Mặt hoành của tim bao gồm có trọn vẹn mặt hướng xuống dưới của các tâm thất và một phần nhỏ của các tâm nhĩ. Phần diện tích gạch chéo đây chính là phần của các tâm nhĩ thuộc mặt hoành của tim. Và vì thế tại mặt hoành của tim chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của rãnh vành. Và người ta gọi đó là rãnh vành là bởi một rãnh ôm trọn chu vi của tim. Như vậy phần bên trên rãnh vành của mặt vành là một phần nhỏ của các tâm nhĩ, bao gồm có tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái. Tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái. Giữa tâm nhĩ thì có một rãnh ngăn cách có tên gọi là rãnh gian nhĩ. Rãnh này thì phần lớn nằm ở đáy của tim. Các bạn đợi chút mình tạm dừng video đi nha.
Còn phần tâm thất ở bên dưới cũng có sự xuất hiện của một rãnh ngăn cách ranh giới trên bề mặt của các tâm thất, đó là rãnh gian thất sau. Cũng có một thành phần mạch sẽ chạy vào trong này, nằm ở trong này. Và thành phần mạch đó là phần tận hết của động mạch vành phải, sau khi chạy trong rãnh vành từ trước sang phải và rồi cả sau, nằm ở trong rãnh này, và các tĩnh mạch cũng sẽ nằm cùng với cả động mạch trong rãnh gian thất sau. Hai mặt còn lại trên sơ đồ này là những mặt được gạch đánh dấu, đó là các mặt hướng về các phổi và áp vào các phổi, được gọi đó là mặt phổi. Trong đó mặt phổi trái là phần của tâm thất trái hướng sang bề mặt của phổi, mặt trung thất của phổi, và đè vào mặt trung thất của phổi để tạo thành một ấn tim, một hố lõm có tên gọi là ấn tim. Và hố lõm này thường sâu hơn so với cả cũng ấn tim bên phổi phải, do mặt phổi phải của tim đè vào, và ấn tim bên phổi trái thì thường được gọi là hố tim. Các cấu trúc lõm này sẽ áp vào và đậy lên trên bề mặt của các mặt phổi trái và mặt phổi phải. Trong đó mặt phổi trái sẽ là mặt trái của tâm thất trái. Trên hình ảnh này chúng ta quan sát thấy tâm thất trái. Còn ấn tim ở mặt trung thất của phổi bên phải thì sẽ đẩy vào bề mặt của tâm nhĩ phải. Trong đó phần lớn tâm nhĩ phải sẽ thuộc đáy tim. Đây là hình ảnh đáy tim. Và một phần của tâm nhĩ phải ở dưới sẽ trở thành một mặt nhỏ của tim hướng sang phổi bên phải, được gọi là mặt phổi phải. Như vậy chúng ta có hai mặt phổi là các mặt của tim đè vào các mặt trung thất của phổi, tạo nên các cấu trúc được gọi là ấn tim. Mặt phổi trái là tâm thất trái, còn mặt phổi phải là tâm nhĩ phải, phần tâm nhĩ phải ở bên dưới. Có một liên quan giữa các mặt phổi với các cấu trúc xung quanh, ngoài việc nó áp vào các ấn tim, các mặt phổi này còn liên quan tới một cấu trúc thần kinh. Đây là một trong các nhánh của đám rối cổ. Chúng được hình thành ở trên cổ, sau đó nó chạy xuống dưới, lách qua giữa các động mạch và tĩnh mạch ở dưới đòn, rồi chạy vào giữa phổi và các cấu trúc ở trong trung thất. Thần kinh này luôn bắt chéo ở phía trước so với cả cuống phổi, để rồi sau đó sẽ chạy giữa màng phổi và màng ngoài tim để hướng tới cơ hoành, phân nhánh chi phối vận động và nhận cảm giác cho cơ hoành. Đây là hình ảnh của thần kinh hoành phải. Tương tự chúng ta sẽ thấy hình ảnh của thần kinh hoành trái. Khi nó chui vào trong trung thất thì nó sẽ nằm ở giữa các cấu trúc ở trong trung thất với mặt trung thất của phổi và màng phổi. Chúng ta có hình ảnh của thần kinh hoành trái, nó sẽ phân nhánh chi phối vận động và cảm giác cho cơ hoành. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là các thần kinh hoành phải và hoành trái này sẽ đều lách giữa hố tim với các mặt phổi của tim. Và khi chúng ta mô tả liên quan của các mặt phổi này thì chúng ta sẽ mô tả ngoài việc nó liên quan tới hố tim thì các mặt phổi còn liên quan tới các thần kinh hoành. Mặt phổi phải thì liên quan đến thần kinh hoành phải, và mặt phổi trái thì liên quan tới thần kinh hoành trái. Có một lưu ý về mặt đường đi của thần kinh hoành, đó là các thần kinh này luôn chạy ở phía trước hơn so với cuống phổi để tiếp tục chạy xuống dưới giữa tim và phổi trước khi tới cơ hoành. Mặt còn lại của tim đó là đáy tim, và đáy tim chính là phần lớn bề mặt của tâm nhĩ hướng lên trên và ra sau. Trong đó
phần tâm nhĩ phải thì thường nằm lệch hơn sang bên phải và đè vào phổi phải. Và cũng tương tự như thế, phần tâm nhĩ phải này liên quan với cả thần kinh hoành trước khi nó liên quan tới mặt trung thất của phổi. Đây là phần tâm nhĩ thuộc đáy tim. Phần tâm nhĩ ở bên dưới là phần tâm nhĩ sẽ tạo nên mặt phổi bên phải. Giữa các tâm nhĩ chúng ta đã chỉ ra có một cấu trúc có tên gọi là rãnh gian nhĩ. Và ở mặt đáy tim này chúng ta sẽ thấy các tâm nhĩ là nơi mà các tĩnh mạch đổ về, bao gồm có các tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới. Và đổ về tâm nhĩ bên trái đó là các tĩnh mạch phổi. Chúng ta có hình ảnh của các tĩnh mạch phổi trái trên và dưới và các tĩnh mạch phổi phải. Phần còn lại của đáy tim là mặt sau của tâm nhĩ bên trái. Phần này thực sự hướng ra sau, và khi nó hướng ra sau thì nó sẽ liên quan tới các cấu trúc ở sau nó, đó chính là các cấu trúc nằm ở bên trong trung thất sau. Và một thành phần nằm trung thất sau được coi là trung tâm của trung thất sau, đó chính là thực quản. Chúng ta có hình ảnh của thực quản. Trong trung thất trên thì nó chạy sâu hơn so với cả khí quản. Tuy nhiên thì khí quản chạy tới mức khe đốt sống được 4 năm, tức là đến vừa vặn hết trung thất trên, thì nó sẽ chia đôi tạo thành các phế quản chính phải và trái để chui vào trong rốn phổi, vào trong các phổi, và lúc đó là lúc mà thực quản sẽ lộ ra nằm ngay sau tim, và nó sẽ nằm ngay sau so với cả tâm nhĩ bên trái. Đây là lý do mà trên các bệnh nhân suy tim, tâm nhĩ trái sẽ đè vào thực quản và gây ra triệu chứng khó nuốt. Và trong trung thất sau thì chúng ta sẽ còn có một số cấu trúc khác nữa cũng nằm sau tâm nhĩ bên trái, và chúng ta sẽ mô tả cùng với các thành phần đó trong trung thất sau. Về đặc điểm hình thể trong của tim, chúng ta sẽ quan sát thấy các cấu trúc buồng tim. Tim là một khối cơ rỗng trên một mặt cắt ngang qua cả bốn buồng tim. Chúng ta sẽ có một hình ảnh sơ đồ của một mặt cắt ngang qua bốn buồng tim với các tâm nhĩ ở phía sau trên và các tâm thất ở phía trước dưới. Chúng ta sẽ có thành của các tâm nhĩ thì tương đối mỏng hơn nhiều so với thành của tâm thất. Trong đó thành của tâm thất thì dày hơn. Chúng ta sẽ thấy lòng của các tâm thất ở bên dưới, tâm thất phải, rồi lòng của tâm thất trái. Và chúng ta có một hình ảnh của bốn buồng tim với các tâm nhĩ ở sau trên và các tâm thất ở trước dưới. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh ở tâm nhĩ thì có lỗ đổ về của các tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới. Ngoài ra thì nó còn có một lỗ đổ nữa của một thành phần tĩnh mạch nuôi dưỡng cho tim. Chúng ta sẽ mô tả về các cấu trúc mạch của tim. Đây là hình ảnh của một cấu trúc có tên gọi là xoang vành. Một cấu trúc mạch dẫn máu sau khi nuôi dưỡng tim sẽ đổ về tâm nhĩ bên phải. Với tâm nhĩ bên trái thì chúng ta sẽ thấy các tĩnh mạch phổi đổ về, và chúng ta sẽ thấy lỗ đổ về của các tĩnh mạch phổi, có 4 tĩnh mạch phổi, mỗi bên phổi có 2 tĩnh mạch đổ về. Như vậy chúng ta có thể thấy trên hình ảnh này, tim là một khối cơ rỗng bao gồm có 4 buồng tim và coi như được chia thành 2 nửa bởi các vách ngăn cách, bao gồm có vách gian nhĩ ở trên ngăn cách giữa các tâm nhĩ. Chúng ta có hình ảnh của vách gian nhĩ ở dưới, có vách gian thất ngăn cách giữa các tâm thất. Và phần chúng ta chú thích ở đây chính là phần cơ của vách gian thất. Ở bên trên chúng ta còn có một phần cấu trúc
của vách gian thất là mô liên kết, được gọi là phần màng của vách gian thất. Có thể coi tim được chia thành hai nửa phải và trái bởi các vách gian nhĩ và vách gian thất. Ở mỗi một nửa thì sẽ bao gồm có một tâm nhĩ và một tâm thất, và giữa tâm nhĩ và tâm thất có một vách cơ ngăn cách giữa tâm nhĩ và tâm thất ở mỗi bên, được gọi là vách nhĩ thất. Chúng ta có hình ảnh của vách nhĩ thất phải và đây là hình ảnh của vách nhĩ thất trái. Gọi là vách nhĩ thất bởi nó là một vách cơ ngăn cách giữa các tâm nhĩ và tâm thất, và ở vách này không kín mà luôn thủng ở một lỗ có tên gọi tương tự, đó là lỗ nhĩ thất. Đây là nơi thông giữa các tâm nhĩ phải bên trên với tâm thất phải bên dưới nếu ở bên phải, và tương tự là thông giữa tâm nhĩ trái với tâm thất trái ở nửa trái của tim. Và đậy lên lỗ nhĩ thất này có sự xuất hiện của một lá van. Van này sẽ giúp cho việc lưu thông máu sẽ chỉ diễn ra một chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất mà thôi. Và vì thế van này cũng được gọi tên một van mà mở thông tâm nhĩ với tâm thất, và chúng ta gọi đó là van nhĩ thất. Ở bên phải là van nhĩ thất phải, ở bên trái cũng tương tự, chúng ta sẽ có vách nhĩ thất trái, lỗ nhĩ thất trái, và đậy lên lỗ này chúng ta sẽ có hình ảnh của van nhĩ thất trái. Van nhĩ thất trái. Van nhĩ thất phải còn có một tên gọi khác là van ba lá. Van nhĩ thất trái có tên gọi là van hai lá. Tên gọi này dựa trên số lượng của các lá van, và số lượng của lá van thì tương ứng với cả số lượng các thành của các tâm thất. Về mặt hình thể thì có một đặc điểm chúng ta thấy xuất hiện ở trên mặt bên phải của vách gian nhĩ, đó là một hố lõm có tên gọi là hố bầu dục. Hố này là di tích của một lỗ trong tuần hoàn thai nhi thông giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái, được gọi là lỗ bầu dục. Tại sao hố bầu dục lại có ở trên mặt phải của vách gian nhĩ? Thì trong giai đoạn phát triển ở phôi thai, lỗ bầu dục nằm ở trên vách gian nhĩ, được cấu trúc bởi các phần, trong đó phần trên của vách gian nhĩ sẽ nằm lệch sang bên tâm nhĩ bên trái, còn phần dưới của lỗ bầu dục thì sẽ nằm lệch sang bên phải. Cấu trúc này sẽ giúp cho dòng máu sau khi đi tới vòng tuần hoàn của thai nhi từ tĩnh mạch rốn đổ về tâm nhĩ phải, rồi sau đó sẽ qua lỗ bầu dục để sang bên tâm nhĩ trái. Áp lực dòng máu của tâm nhĩ phải sẽ đẩy lá van sang bên trái và khiến van này mở ra. Tuy nhiên khi mà máu được bơm từ tâm nhĩ trái xuống tâm thất trái do việc cơ tâm nhĩ co, thì áp lực này có xu hướng đẩy tụt lá van ngược trở lại bên tâm nhĩ phải. Và với cấu trúc như thế này thì áp lực ấy sẽ đẩy phần trên lệch sang bên trái hơn của vách gian nhĩ, áp sát vào phần dưới và đóng lỗ van đấy lại. Và với cấu trúc như thế này nên mặt lõm của hố bầu dục nằm ở bên mặt phải của vách gian nhĩ, tức là hướng về phía lòng của tâm nhĩ phải. Về các đặc điểm khác của các tâm nhĩ và tâm thất thì chúng ta có một mô tả chung giữa các tâm nhĩ và mô tả chung giữa các tâm thất. Các tâm nhĩ thì thành thường mỏng hơn so với thành của các tâm thất, bởi nó chỉ việc co để tạo áp lực tống máu xuống dưới qua lỗ nhĩ thất xuống các tâm thất phải và trái. Nhưng thành của các tâm thất thì sẽ dày hơn, trong đó thành của tâm thất trái thì sẽ dày hơn so với cả thành của tâm thất phải, bởi vì nó sẽ phải tạo thành một áp lực lớn để bơm máu đi theo hệ thống mạch chủ tới tất cả các cấu trúc. Trong đó tâm thất bên phải sẽ chỉ việc bơm máu tới các phổi là các cấu trúc ở hai bên. Bề mặt
của các tâm nhĩ thì trơn nhẵn, và trong lòng đó thì chúng ta đã chỉ ra nơi đổ về của các cấu trúc tĩnh mạch chủ dưới, lỗ tĩnh mạch chủ dưới, lỗ tĩnh mạch chủ trên và lỗ của xoang vành. Chúng ta có chú thích lỗ xoang vành. Lỗ xoang vành. Còn lòng của tâm nhĩ bên trái, đấy là nơi mà các tĩnh mạch phổi đổ về. Tĩnh mạch phổi. Đây là hình ảnh của các tĩnh mạch phổi trái, và đây là lỗ đổ về của các tĩnh mạch phổi phải. Tuy nhiên ngoài việc thành dày hơn so với tâm nhĩ thì lòng bên trong của tâm thất khá gồ ghề lồi lõm. Trên bề mặt của các tâm thất thì chúng ta sẽ thấy có các cấu trúc cơ tim lồi lên để tạo thành, nếu chỉ nổi lên thành một G trên bề mặt của các tâm thất thì chúng ta gọi đấy là G cơ. Các G cơ đấy nếu thủng một lỗ ở giữa thì chúng ta sẽ gọi đó là các cầu cơ. Chúng ta có một hình ảnh để mô tả về mặt sơ đồ của các cấu trúc bề mặt của tim. Sẽ có các G cơ bám sát vào bề mặt và lồi lên trên bề mặt. Chúng ta có hình ảnh của G cơ. Và cấu trúc này lồi lên nhưng lại ở một lỗ ở giữa, giống như cái cầu. Và đấy chính là nơi mà máu có thể chạy qua đó được. Và chúng ta có hình ảnh của cầu cơ. Và một cấu trúc nữa lồi lên trên bề mặt của các tâm thất rất rõ, như các ngón tay lồi bên trong lòng của các tâm thất, đó chính là cột cơ, hay còn có tên gọi khác là các cơ nhú. Cột cơ hay là các cơ nhú. Và cứ mỗi một thành của một tâm thất thì sẽ có một đám các cơ nhú này. Đấy chính là nơi mà đỉnh của các cơ nhú sẽ có các từng gân. Các từng gân này căng từ mặt dưới của các van nhĩ thất để chạy xuống đính vào đỉnh của các cột cơ này. Chúng ta có hình ảnh của các từng gân gắn mặt dưới của các lá van nhĩ thất tới đỉnh của các cơ nhú. Và các từng gân này hay còn có tên gọi khác đó là các dây chằng van tim. Chúng ta có từng gân, hay có một tên gọi khác là dây chằng van tim, sẽ đính van tim. Và đây cũng chính là cấu trúc mà giúp cho van tim hoạt động một chiều, tức là chỉ cho máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất thôi. Khi các cơ tâm nhĩ co, máu sẽ được tống xuống dưới tâm thất và đẩy các lá van tụt về phía các tâm thất và gây mở các lá van này ra. Khi các tâm thất co bóp để tống máu lên các động mạch thì máu có xu hướng sẽ được đẩy ngược trở lại các tâm nhĩ. Và khi đó các lá van sẽ bị đẩy tụt về phía các tâm nhĩ cho tới khi các dây chằng van tim, các từng gân này căng nhất. Đấy là lúc mà các lá van này có tới vị trí đóng kín lại và khiến cho máu không quay ngược trở lại tâm nhĩ nữa. Ngoài ra thì các cấu trúc gồ ghề trên bề mặt của các tâm thất, các G cơ, các cầu cơ và các cột cơ này còn có một giá trị khi chúng tạo thành một dòng xoáy của máu hướng về phía gốc của các động mạch. Với tâm thất bên trái thì nó sẽ hướng về phía lòng của thân động mạch chủ, còn với tâm thất bên phải thì nó sẽ hướng về lòng của thân động mạch phổi. Và vì thế nó sẽ làm giảm cái áp lực của dòng máu tác động lên các lá van nhĩ thất. Chúng ta cũng vừa nhắc tới một sự tương ứng nữa, đó là tương ứng của các cột cơ với các thành của các tâm thất. Và tại sao thì tâm thất phải thì có 3 thành và tâm thất trái có 2 thành, mà chúng ta lại gọi tên các van nhĩ thất phải là van 3 lá, còn van nhĩ thất trái là van 2 lá. Để chúng ta có một hình ảnh, một mặt cắt đứng ngang qua các tâm thất, một sơ đồ với cấu trúc thành cơ của tâm thất bên phải. Chúng ta có hình ảnh của tâm thất phải, và đây là lòng của tâm thất trái.
với cấu trúc thành cơ của tâm thất bên phải mỏng hơn so với thành cơ của tâm thất bên trái, do việc tạo áp lực của tâm thất phải không cần thiết giống như việc tạo áp lực của tâm thất bên trái. Và vì thế chúng ta thấy lòng của tâm thất bên phải có vẻ rộng hơn, và tương ứng với cả lòng này chúng ta sẽ thấy có ba thành giới hạn lên tâm thất bên phải. Đó là các thành trong, và bản chất của thành trong đó chính là vách gian thất. Hai mặt còn lại đó là mặt trước của tâm thất phải, và mặt trước tâm thất phải này chính là phần tâm thất phải lộ ra ở mặt ức sườn. Và mặt sau của tâm thất phải, mặt này chính là mặt tương ứng với cả mặt hoành của tim. Có ba thành của tâm thất phải, và tương ứng với ba thành chúng ta có lá vàng ba lá. Còn với tâm thất trái thì do thành cơ rất dày nên lòng bên trong của nó sẽ hẹp hơn khi không chứa máu. Và vì thế chúng ta sẽ thấy hình ảnh chỉ có hai thành giới hạn lên tâm thất trái mà thôi. Đó là thành ngoài và thành trong. Trong đó thành trong thì đó là vách gian thất. Còn thành ngoài đó chính là phần tâm thất trái hướng sang phổi trái và tạo nên mặt phổi trái. Và tương ứng với cả hai thành của tâm thất trái này, chúng ta sẽ có hai lá van của van nhĩ thất trái. Ngoài ra thì các tâm thất phải và trái còn có một thành nữa, đó chính là đáy của các tâm thất. Và đáy của các tâm thất là phần mà của các tâm thất hướng về phía sau trên, về phía các tâm nhĩ. Và tại đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy các lỗ nhĩ thất và các lỗ động mạch. Chúng ta sẽ quan sát hình ảnh của các lỗ nhĩ thất và các lỗ động mạch trên các phần cắt khoét để nhìn thấy lòng bên trong của các tâm thất.